Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về chiếc Exciter 105 VVI này các bạn. Như hình ảnh các bạn đang xem đây thì chắc chắn là các bạn đã quá quen thuộc rồi. Mình sẽ không nói lại quá nhiều hình ảnh này nha các bạn. Và hôm nay mình sẽ cập nhật về thông tin mới nhất về chiếc Exciter 105 để cho tất cả các bạn nào mà đam mê thì tham khảo nha. Và các bạn nào đam mê dòng xe này, các bạn nhớ bấm like mạnh cái video cho mình nha các bạn. Like mạnh clip này thì mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất. Và hôm nay ngày 2 tháng 11 năm 2020 thì Yamaha có tổ chức một buổi họp báo cho các bạn là ra mắt mẫu xe mới, chính là mẫu xe NVX 105 VVI là phiên bản 2021 các bạn. Đó thì trong buổi họp báo này thì đã có một nhà báo đã hỏi trực tiếp về thông tin về chiếc xe Exciter 105. Đó thì khi nào sẽ được ra mắt và mẫu xe đó thì đang được cạnh tranh với lại các dòng xe 150 hiện nay là mẫu xe WinX cho các bạn. Đó thì các bạn sẽ cùng xem cái clip này cùng mình nha các bạn, để các bạn sẽ hiểu rõ hơn về thông tin mới nhất. Bởi vì là hiện nay về những người đứng đầu của Yamaha trả lời rất là ấp úng cũng như là không rõ ràng các bạn. Nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm và chờ đợi cái phiên bản mới này sẽ được ra mắt trong năm 2021 các bạn. Xin được cảm ơn phần trả lời của Yamaha Motor Việt Nam. Và xin mời câu hỏi tiếp theo từ phía các anh chị phóng viên ạ. Vâng, xin mời anh ạ. Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Anh Bắc, đến từ báo điện tử Quân đội Nhân dân. Tôi có một câu hỏi với Yamaha. Hiện tại thì xe Exciter đang là một chiếc xe cạnh tranh rất gay gắt với Winner. Và trong đợt vừa rồi thì Winner đã giảm giá rất nhiều. Vậy thì bên Yamaha có kế hoạch gì cho chiếc xe này ra mắt tiếp để càng tạo thêm một cái điểm nhấn nữa về cái sản phẩm của mình không ạ? Xin được cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Xin mời ạ. Vâng, hôm nay chúng ta ra mắt cái mẫu xe NVX. Tuy nhiên là anh hỏi về một cái mẫu xe khác, đấy là mẫu xe Exciter. Thì tất nhiên là Yamaha sẽ cố gắng trả lời câu hỏi này trong khuôn khổ có thể. Tại vì tuy nhiên là chúng tôi, như tất cả chúng ta đã biết thì Exciter là một cái mẫu xe dẫn đầu cái phân khúc xe côn tay tại thị trường Việt Nam với cái lịch sử chiều dài hơn 10 năm. Thì đây là một cái mẫu xe được mệnh danh là ông vua đường phố, King of the Street. Và cái doanh số của Exciter qua từng năm thì vẫn rất bán rất là tốt. Tất nhiên là chúng tôi sẽ không muốn nói nhiều về đối thủ trong cái phân khúc này, bởi vì Exciter vẫn đang là cái mẫu xe dẫn đầu trong phân khúc này. Chính vì vậy mà chúng tôi sẽ tiếp tục mang tới những cái giá trị mới cho khách hàng trong năm 2020 này cũng như là trong năm 2021. Và chúng ta hãy cùng nhau chờ xem. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn câu trả lời của anh Lâm. Và rồi, và như các bạn cũng vừa theo dõi qua cái đoạn phỏng vấn của nhà báo với lại người trả lời là đại diện của Yamaha Motor Việt Nam, thì các bạn chắc chắn đã có câu trả lời rồi, rằng là hiện nay Yamaha Motor Việt Nam đang ấp ủ một cái âm mưu rất là lớn, có thể là sẽ không trả lời tất cả các nhà báo đấy các bạn, bởi vì là họ sẽ không hé lộ, bởi vì là mẫu xe này chắc chắn sẽ được ra mắt, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nha. Mình sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin mới nhất để cho tất cả các bạn có thể tham khảo. Còn các màu sắc mà các bạn đang xem trên màn hình đây chính là các phiên bản NVX 105 là đã được ra mắt trong hôm nay nha các bạn. Đó, ra mắt 6 màu sắc mới, thiết kế hoàn toàn khác về ngoại hình cũng như là màu sắc nha các bạn. Và những cái màu sắc mới của phiên bản Exciter 150 ở 3 màu sắc phiên bản giới hạn thì chưa về cửa hàng nha các bạn. Khi về cửa hàng thì mình sẽ quay trực tiếp và review cận cảnh cho tất cả các bạn có thể tham khảo nha. I rule my game. My field. My ride. My connect. My win. My soul. This is new me. All new NVX 155. New ride, new connect, new me.
brand new NVX 155. New ride, new connect, new me.